Hello, Ngọc xin mến chào đại gia đình thân thương của Ngọc nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngọc Family Channel. Thì ngày hôm nay nếu mà em gái miền Tây này có giọng nói dễ thương thì xin các bạn hãy like video, đăng ký kênh ủng hộ giùm cho em nha. Để em có thêm nguồn động lực để làm những clip mới. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ngày hôm nay em xin bật mí với các tình yêu của em, đặc biệt là đấng mày râu, đặc biệt là các anh chàng của chúng ta, một cái bí quyết đặc biệt, 4 cách để mà dụ một người đàn bà hay một người phụ nữ ngoại tình vô cùng dễ dàng và bất cứ một người đàn ông nào cũng có thể làm được. Và đây là em không nói điêu đâu nha, em nói thật sự luôn đó, là cái bí quyết này em đã khám phá ra và em đã nói và cũng có rất là nhiều người ta thực hiện rồi, người ta nói rằng rất thành công, rất ok. Và nhờ như vậy em đã ghép đôi cho rất là nhiều cặp tình nhân. Và ngày hôm nay á, là một cái video đặc biệt, không phải là một người phụ nữ bình thường. Mình sẽ dụ một người phụ nữ mà đã có chồng ngoại tình mới là đặc biệt ha. Dụ một người phụ nữ ngoại tình nó đã là khó rồi, mà bây giờ mình dụ chinh phục một người phụ nữ đã có chồng nó càng khó hơn gấp nhiều lần. Nhưng khó không phải là không có cách. Khó nhưng mà mình tìm trong cái khó nó ra cái tuyệt chiêu mới là hay. Và bây giờ em xin bật mí với các bạn ở đây, các anh ở đây, 4 cái bí mật này. Chỉ cần các anh làm theo là sẽ thành công ngay lập tức. Nhưng có nhiều người lại hỏi rằng, trời ơi, một người đàn bà phụ nữ đã có chồng thì có gì đâu mà đáng để mà chinh phục, để mà dụ, đơn giản, dễ ẹt. Đó là quan niệm sai lầm. Một người phụ nữ đã có chồng, hay còn gọi là mấy bay bà già, là những người phụ nữ độc lạ. Người ta nói rằng người phụ nữ đã có chồng, hàng đã cũ rồi, có gì đâu mà chinh phục, có gì đâu mà yêu. Đó là những cái suy nghĩ mà Ngọc nghĩ rằng sai, quá sai luôn. Những người phụ nữ mà đã có chồng, những người phụ nữ mà hoa đã có chủ là những người phụ nữ độc lạ. Tất nhiên là những người phụ nữ này mang những cái nét đẹp, trưởng thành, dễ thương, duyên dáng, và bên cạnh đó là những cái suy nghĩ chín chắn trong tình yêu, trong sự nghiệp, và họ có một sự nghiệp và một cái nền kinh tế khá là vững vàng. Cho nên nhiều anh chàng phi công trẻ rất là mơ ước được lái máy bay bà già. Nhưng để mà sở hữu được một chiếc máy bay bà già, một người phụ nữ mà đã có chồng thì không phải là đơn giản đâu. Để mà mình chinh phục một cái cô nàng hot girl thì nó đã là một quá sức tưởng tượng rồi. Bây giờ mình chinh phục một cái cô gái mà đã có chồng rồi thì nó càng khó hơn gấp lên nhiều lần. Có nhiều anh chàng đã và đang thương thầm trộm nhớ những cô gái ấy. Có chồng thì mặc có chồng, có chồng anh vẫn anh nằm anh bồng anh thương. Anh thương em là bởi vì em đã có chồng. Và có rất là nhiều anh chàng đang tương tư những cô gái đã có chồng. Và nhiều anh chàng từ bỏ ý định rằng cô ấy đã có chồng rồi, chắc là mình bỏ cuộc thôi. Các anh ơi, đừng nên bỏ cuộc. Trước khi mà mình chưa thử những cái cách mà Ngọc sắp nói ra đây, mình đừng nên bỏ cuộc như vậy, uổng lắm. Mình đã chót trao cái trái tim của mình cho cô gái ấy rồi. Và mình phải chinh phục cho nàng bằng được. Bởi vì đàn ông là những anh thợ săn. Những anh chàng thợ săn này thì lúc nào cũng đi tìm những cái con mồi, đó là chị em phụ nữ xinh đẹp, thì những anh chàng này rất là muốn chinh phục, muốn quen, muốn cưới cho bằng được. Cho nên là bây giờ Ngọc sẽ không nói nhiều nữa, mình sẽ vô 4 cái bí mật này để các anh có thể nhanh chóng có thể đưa nàng về dinh nha. Bây giờ đó, mình sẽ thực hiện cách thứ nhất, đó là bây giờ thí dụ đi, anh chàng lỡ nhìn sang cái cô nàng hàng xóm mới chuyển tới gần đây để sống. Trời ơi, cô gái gì đâu, con nhà ai mà sao xinh quá trời đẹp, mà duyên dáng ơi là duyên dáng luôn, thước tha uyển chuyển. Trời ơi, cô ấy đã có chồng rồi, chết rồi, bây giờ vị thần tình yêu lỡ bắn trúng trái tim mình rồi, mình lỡ thương cô ấy rồi, thì bà làm sao đây? Các anh ơi, hãy thực hiện theo Ngọc 4 cách này, có thể các anh sẽ có được cô nàng này nha. Cách thứ nhất, đó là các anh hãy làm bạn với cô nàng này. Nghe nó vô lý quá vậy. Yêu là yêu chứ tại sao là yêu lại là bạn? Trước khi mà mình biến tình yêu á, thì mình hãy đi từ tình bạn đến tình yêu. Cách thứ nhất, đó là mình sẽ đi đến gặp nàng và nói rằng: chào em, à em mới chuyển đến hả? Anh là hàng xóm của em đây, và anh sẵn sàng giúp đỡ em những khi em khó khăn. Có chuyện gì thì em cứ nhờ anh nha, đừng ngại chi, mình là hàng xóm láng giềng mà.
Các anh hãy thể hiện một cái người đàn ông tốt bụng, ga lăng lịch sự, một anh hàng xóm tử tế. Khi đó cô nàng sẽ bỏ đi những cái rào cản rằng nghi ngại rằng anh là một người không tốt, và cô ấy đặt hết cái niềm tin rằng đây là một cái anh hàng xóm tốt bụng. Và khi mà chồng cô ấy vắng nhà thì người phụ nữ ở nhà, trời, ta nói điện nước nè, nhiều khi nó hư, đàn bà đâu có sửa được, điện trong nhà hư rồi, nước nó ống, nước nó nghẹt rồi, làm sao mà sửa được, phải cần có một người đàn ông bên cạnh. Và ngay lúc bây giờ cô ấy sẽ nhớ đến anh và sẽ qua nhà anh và nhờ anh giúp, thì lúc đó các anh sẽ có nhiều cơ hội lên để mà gần gũi, để mà trò chuyện với cô nàng, để hiểu thêm về cô nàng. Sau khi mình tìm hiểu rồi thì mình sẽ dùng cách thứ hai, đó là mình sẽ quan tâm. Mình sẽ quan tâm từ những cái chi tiết nhỏ nhặt, ví dụ như bữa hôm nay thấy cổ ho. Em ơi, em bị bệnh hả? Em đã uống thuốc chưa? Anh sẵn sàng mua cho em một cái liều thuốc đó cảm đây, và một cái tô cháo lòng nóng hổi vừa thổi vừa ăn, hay một tô cháo cá gì đó, tùy theo sở thích của nàng. Các anh hãy thể hiện sự quan tâm đến nỗi cô ấy cảm thấy rằng là trời ơi, ngại ngùng luôn á, tự nhiên đâu ra anh nể, sao mà anh tự hàng xóm tử tế tốt bụng, mà trong khi chồng mình ta nói vợ bệnh cũng không một lời hỏi han, một cái viên thuốc cũng không cho uống. Thì lúc đó cô ấy sẽ đưa các anh lên bàn cân và so sánh rằng anh hàng xóm này trời đất ơi sao tốt bụng quá, còn chồng của mình trời đất ơi sao mà vô tâm với vợ quá đi. Và rồi anh sẽ có nhiều số điểm hơn so với chồng của cô ấy. Cách thứ ba, đó là khi mà cái mối quan hệ giữa anh và cái anh hàng xóm và cái cô gái có chồng này nó đã đến một cái gọi là gần gũi với nhau rồi, thì anh sẽ biết được cái ngày sinh nhật của cô ấy. Và lúc bây giờ các anh hãy canh ngày sinh nhật, hoặc là ngày Valentine, hay là cái ngày lễ tình nhân, lễ ngày 8 tháng 3 gì đó, tức túm lại là những ngày mà phụ nữ đáng và được tôn quý để mà tặng những cái món quà giá trị. Thì lúc bây giờ các anh hãy dùng số tiền tiết kiệm của mình, trời đất ơi, nhớ mua cái món quà nào mà nó có giá trị nhiều, còn giá trị ít cũng không sao, quan trọng là ở tấm lòng. Tùy theo cái cô gái, nhưng mà đa phần chị em phụ nữ thì họ quan trọng là cái tấm lòng. Cái người đàn ông mà họ tặng quà cho cô ấy thì trời đất ơi, không có cô gái nào từ từ chối hết á. Em ơi, hôm nay là sinh nhật của em, hay là hôm nay là ngày lễ như vậy, thì anh muốn dành tặng cho em một món quà, một cái sự bất ngờ, em có vui không? Trời đất ơi, cô ấy sẽ ôm chầm lấy bạn và cảm ơn các bạn bởi vì đã mang cho cô ấy một sự bất ngờ, một món quà giá trị như vậy. Và rồi cô ấy sẽ đưa lên bàn cân và so sánh. Trời đất ơi, ông chồng của mình sao mà lễ Tết sinh nhật cái nhiếc gì cũng không có tặng cái gì hết trơn. Cái anh hàng xóm này nè, ảnh tốt bụng ghê luôn. Ta nói ngày lễ sinh nhật gì cũng có quà hết. Bệnh đau gì ảnh cũng cho thuốc uống. Rồi nào là nhà cửa hư thì ảnh cũng qua sửa. Tốt quá trời luôn. Cô ấy sẽ cho các anh nhiều điểm hơn là chồng của cô ấy. Và từ từ cái tình cảm vợ chồng của họ nó bớt mặn mòi đi, mà nó nhợt nhạt bớt đi. Và rồi đến một cái thời điểm, vợ, cái cách thứ tư ha, là cái cách cuối cùng luôn, là khi mà vợ chồng mà sống với nhau mà không thế nào mà ngọt ngào hoài á, sẽ có những lúc cơm không lành, canh không ngọt. Có những cặp gia đình vợ chồng của người ta hạnh phúc như vậy thì mình sẽ không có thể nào có cơ hội. Nhưng ở đây là cái cách mà Ngọc muốn hướng dẫn. Có những cái cặp vợ chồng họ đang đứng ở trên bờ vực gọi là chia tay ly dị, bởi vì họ không tìm thấy cái sự đồng điệu, cho nên là họ cãi nhau một cái trận lân trời lở đất luôn. Thì lúc bây giờ các anh hãy tìm hiểu tại sao, lý do, và các anh hãy đứng về bên phía của cô nàng này. Tại vì lúc mà cãi nhau như vậy thì không tránh khỏi người đàn ông họ nóng giận, có khi là động tay động chân, rồi họ dùng những cái từ làm cho cái cô vợ này cảm thấy rất là tủi thân, rất là cảm thấy rất là bị xúc phạm. Thì khi đó cô nàng này sẽ tìm đến một ai đó để mà tâm sự. Thì các anh hãy là một người đàn ông ở bên cạnh cô ấy những lúc khó khăn mà cô ấy khóc bù loa như vậy, chồng của em không hiểu em thế kia, thì các anh hãy ôm lấy cô nàng và chở cổ đi đến một cái nơi xa, thiệt xa, nơi chỉ có hai đứa mà thôi. Có thể là Vũng Tàu nè, và mình đứng ở ngay cái bờ biển mà xung quanh biển đêm, trời, nó tối thui thùi lùi. Lúc đó mình sẽ có một cái giây phút lãng mạn, cái không gian nó yên tĩnh mà sóng biển nó quánh ầm ầm như vậy. Thì các anh hãy thỏ thẻ nói rằng mình mượn rượu để mình tỏ tình. Đó, mình phải cố gắng mình dùng một cái chai bia hay lon bia mình uống cho nó có một cái khí thế hùng hồn. Lúc đó mình dũng cảm, mình nói rằng anh yêu em,
Anh yêu em là bởi vì em là một người cô gái đáng được trân trọng. Tại sao chồng của em lại đối xử với em như vậy? Thì cô gái ấy sẽ cảm thấy rằng cái anh này đứng về phía mình, trong khi đó chồng của mình cãi nhau thì cứ cho rằng ảnh đúng không à. Và lúc bấy giờ cô ấy sẽ cảm thấy rằng trời ơi, cái anh hàng xóm này sao anh tốt bụng quá, anh thương mình quá mà tội nghiệp anh quá. Thì từ từ trong một cái tình cảm, một cái đêm lãng mạn như vậy thì cô ấy không có thể nào mà có thể nhớ được là mình đã có chồng. Có rất là nhiều người phụ nữ ngay giây phút này đây họ quên mất rằng mình đã có chồng, và cái chuyện ngoại tình nó xảy ra như cơm bữa hàng ngày trên thế giới này, đã xảy ra rất là nhiều lần. Và Ngọc nghĩ rằng không phải Ngọc và cá nhân một người nào có thể biết được cái tuyệt chiêu này hết, mà chỉ có chị em phụ nữ mới có hiểu được tâm lý chị em phụ nữ thôi. Và đây là một bốn bí quyết mà Ngọc nghĩ rằng bốn cách để dụ người phụ nữ đã có chồng ngoại tình này là một cái tuyệt chiêu mà mình nghĩ rằng các anh ở đây mình cũng nên bỏ túi, mình để dành để có khi nào mình lỡ mình yêu một cái cô gái đó thì mình hãy sử dụng. Nhưng Ngọc nghĩ rằng đây là cái video mang tính chất tham khảo mà thôi, nó không có suối người ta làm tùm lum tùm la tầm bậy gì hết á. Cho nên là mong mọi người xem video này đừng có ném đá Ngọc, tội nghiệp Ngọc nha. Có những cặp vợ chồng, ông chồng không dành cho cô vợ những sự tôn trọng và thiếu đi cái tình cảm hơi ấm của một trong gia đình thì phải có tình yêu, phải có sự tôn trọng. Nhưng cái cô gái này, một người phụ nữ thì đáng được yêu và đáng được trân trọng. Và khi ấy cô ấy không nhận được cái tình cảm từ người chồng thì cô ấy có thể đến tìm một người thứ ba. Và cái anh hàng xóm láng giềng là một mục tiêu mà cô ấy nghĩ rằng sẽ có rất là nhiều tiềm năng, các anh sẽ thành công. Chúc mọi người sẽ thành công trong cái clip này của Ngọc nha. Xin cảm ơn và xin chào mọi người. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye!